Tình Liên kính chào quý vị nhé. Giờ thì khuya rồi, giờ này là 11 giờ khuya rồi. Nhưng mà Ly vừa nghe là vừa đọc một cái câu chửi của một con chiên cuồng, họ chửi Ly ở trong kênh YouTube ấy. Hôm trước thì họ chửi Ly, họ nói Ly là ăn cắp bài. Rồi hôm sau thì thấy Ly cũng trả lời, cái là họ lại nói là lại ăn cắp bài, hãy giữ cái đầu của mày con cầm thú. Rồi vừa xong cách đây mấy phút á thì cũng cái tên là Hiên Nguyên không có dấu lại viết là Việt Nam càng ngày càng bị thế giới khinh thường bởi những con người bệnh hoạn như con Trần Ly, Hồ Ly Tinh. À, quý vị thấy vậy, cho nên Ly tự nhiên tán Ly là có một cái điều là vậy nè, càng chửi Ly càng càng chửi Ly càng thích đọc. À, bởi vì quý vị cũng biết rồi, Việt Nam ngày càng bị thế giới khinh thường, thì khinh thường hay ngưỡng mộ thì chúng ta đều biết đúng không quý vị. Ly cũng nói thật là Ly cũng có vừa rồi có cái bác Cầm Nguyễn Việt Kiều Mỹ ở bên Mỹ gọi về nói chuyện, thì bác Cầm thì có vợ cũng là một con chiên nhưng mà bỏ đi nhà thờ rất lâu rồi, hàng chục năm nay rồi đấy. Thì bác Cầm vừa kể là ở bên đó là hiện nay á, là giờ chết hơn 80.000 người rồi, mà bác Cầm bảo là có những nơi á, chết mà chôn không kịp á quý vị, rồi á, là xác chết là bốc mùi thối với lại chảy nước vàng ra đó. Cho nên là bây giờ á, là hai phe đang chống nhau, cả một bên đảng Dân Chủ với đảng Cộng Hòa là chống nhau, một đảng thì muốn tiếp tục giống như kiểu cách ly á, còn một đảng thì muốn là đi làm đấy, cho nên hai đảng đều cử tri của hai bên là kích nhau để chống lại nhau, loạn xì ngầu bên á đó. Thì đó là thực tế ở Mỹ á quý vị, còn Việt Nam mình thì nói thật là người dân rất là yên tâm, mà Ly nghĩ là ai cũng thấy điều đó, ngay cả ở các trường học á, học sinh hôm nay đi học thì rất là vui vẻ và thoải mái. Chỉ có điều là phụ huynh thì họ vẫn kỹ, vẫn giữ thôi, nhưng mà thực tế thì chúng ta có thể yên tâm. Và bây giờ Ly sẽ đọc, kính mời quý vị nghe một cái bài của một cái người sống ở bên nước ngoài. Thì bài này viết lâu rồi quý vị, viết từ năm 2008 cơ. Nhưng mà vì cái vấn đề của cái bài này đề cập á, là nó luôn luôn là vẫn là thời sự. Quý vị cũng biết là ở năm 2007, 2008 thì ở cái giáo xứ Thái Hà lúc đấy là tên giám mục Ngô Quang Kiệt, nó kích động con chiên biểu tình đúng một năm trời để đòi đất. Rồi tiếp theo thì ở quê Ly thì triền miên nhiều lắm, ở Hà Tĩnh quê Ly thì nhiều lắm. Rồi ở Huế là cái Đan Viện Thiên An là nó cầm băng rôn nó đi, đó là đi đề nghị nhà nước mình trả lại đất thánh cho nó. Rồi ngay ở vườn rau Lộc Hưng là gần đây nhất, thì quý vị là cũng biết là ở vườn rau Lộc Hưng ở thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị biết là nó cũng đưa tượng Maria, tượng Giêsu ra, nó cắm lu bù ra, xong rồi để nó chiếm đất của nhà nước mình, để nhà nước mình đưa ra dẹp, thì nó lại nói là mình là xúc phạm tôn giáo rồi nọ kia vậy đó. Cho nên Ly sẽ đọc bài này và Ly thấy rất là hay, còn quý vị thì không biết có ấy, nhưng mà Ly thì Ly thấy bài này rất hay. Mà bài này thì Ly đọc mấy năm trước rồi, bây giờ Ly thấy nói chung Ly bây giờ cứ nhớ của những tác giả nào viết bài nào thì nhìn ở trên sách hiếm là Ly thuộc hết rồi. À, nhưng mà có cái là Ly đọc lâu rồi, và nói thật thì Ly thì đọc cũng được hay lắm, cộng với lại khi đọc ở ngoài thì nó hay hơn là đọc vô đây, thì có những cái giống như mình không được ấy lắm, cho nên mong quý vị bỏ qua nhé. Bài có tên là Một công dân Việt Nam lên tiếng về vụ công giáo đòi đất vào cuối năm 2007. Cái người này tên là Nguyễn Phước Hy, cái người này Ly nghĩ là người Huế. Tôi là một công dân Việt Nam hiện cư ngụ trên đất Đức, đã hơn 28 năm sống ở hải ngoại nhưng vẫn là người Việt Nam, luôn luôn để tâm hướng về quê hương đất nước với những hoài bão mong ước.
Thì quý vị cho Ly ngắt lại xíu. Trong cái bài này thì cái dấu dấu ngã thì chuyên viết dấu hỏi, cho nên là chắc cái người đánh máy ấy, họ họ đánh máy sai, cho nên thôi thì Ly nhiều lúc hơi vấp vấp nha quý vị bỏ qua nha. Ly đọc tiếp ạ. Với những hoài bão mong ước, Việt Nam được độc lập, dân tộc Việt Nam có quyền tự quyết về sự toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng một nước Việt Nam hùng mạnh lâu dài và chiến tranh đừng bao giờ trở lại cho người dân Việt Nam nữa. Vì đất nước ta đã trải qua cuộc chiến dài cả mấy chục năm do thế lực ngoại bang và bọn thực dân bá quyền cấu kết với nhau gây nên. Trong cuộc chiến này, cả ba miền đất nước đã phải hứng chịu không biết bao nhiêu triệu tấn bom đổ xuống tàn phá dân ta, đã tàn phá và dân ta đã đau khổ quá nhiều rồi. Hy vọng mong ước hòa bình của tôi đã trở thành sự thật và hòa bình đã có mặt trên quê hương từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Kể từ đó, đại đa số dân tộc đã và đang từng bước kiến thiết xây dựng lại những đổ nát do chiến tranh tàn phá, và vết thương dân tộc chỉ mới được hơn 30 năm yên ổn, chưa đủ thời gian để hàn gắn. Thì nhé, mấy tháng gần đây hai sự kiện xảy ra làm tôi thật bức xúc. Thứ nhất là việc Trung Quốc ngang nhiên lập ra huyện lỵ hành chính, sáp nhập hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vốn là hải đảo và chủ quyền của Việt Nam từ lâu. Trong nước đã có những phản ứng mạnh mẽ của mọi tầng lớp nhân dân, lẫn ngoài nước có những cuộc biểu tình của người Việt phản đối hành động ngang ngược này trước các sứ quán Trung Quốc. Thứ hai là một số tín đồ Gia Tô La Mã Việt Nam, với sự xúi giục của tên Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt và một nhóm chủ chăn khác, lợi dụng cả nước đang quan tâm theo dõi hành động của Trung Quốc, lại mở ra chiến dịch đốt nến cầu nguyện đòi tòa khâm sứ cũ. Mà theo nhiều tài liệu lịch sử không thể phủ bác thì tòa khâm sứ này đã nằm trong khu đất của chùa Bảo Thiên cũ. Hành động này chứng tỏ Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt và đồng bọn đã theo lệnh của Mafia Vatican và cho mọi người thấy rõ cái bản chất phản quốc, phản dân tộc của bọn người vong bản thà mất nước chứ không thà mất Chúa này. Những hành động ngoan cố và bất chấp luật lệ quốc gia, ngang nhiên dựa vào thế lực ngoại bang để chống lại nhà nước và luật pháp quốc gia, mà không cần biết đến mối ưu tư của toàn dân đang lo ngại sự bành trướng của bọn Tàu Cộng. Đang lăm le chiếm đất và các hải đảo lại càng làm cho mọi người nhìn thấy rõ tội phản quốc của thiểu số người Gia Tô trước kia đã chạy theo gót giày của bọn thực dân xâm lược, đã đưa Việt Nam vào ách nô lệ hàng trăm năm. Ngày nay họ vẫn chưa hối cải, họ không biết ăn năn hối lỗi mà cha ông của họ đã phạm lỗi với dân tộc, với hồn thiêng sông núi. Đáng lý ra họ phải có cơ hội ăn năn thống hối để quay về với cộng đồng dân tộc tổ tiên đất nước, cùng nhau kiến tạo và xây dựng lại non sông gấm vóc mà tiền nhân ta đã đổ ra biết bao nhiêu xương máu trong các đại cuộc dựng nước, mở nước và giữ nước, và đã để lại cho chúng ta thừa hưởng. Thay vì họ chuộc lỗi lầm để cùng toàn dân chung nhau góp sức chống lại thế lực Bắc Phương đã ngang nhiên lập ra huyện hành chính, sáp nhập hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng họ lại lợi dụng thời cơ ra sức đánh phá chính quyền Việt Nam, dùng mọi thủ đoạn truyền thông của tập đoàn Gia Tô thiếu lương tri ở hải ngoại, tiếp tay thổi phồng xuyên tạc bóp méo lịch sử, khích động bọn giáo gian trong nước tiếp tục hành động phản quốc. Những hạng người vô tâm này không những đã quay lưng với đồng bào ruột thịt, không những đã không có hành động ích quốc lợi dân, mà chúng còn luôn luôn nghĩ đến quyền lợi vật chất cá nhân. Chúng tiếp tục không biết bản thân của chúng là người như thế nào, hiện sống ở đâu, mang dòng máu nào, ăn cơm của ai, vân vân.
mà lại đành lòng cúi mặt gục đầu vâng phục những kẻ chủ chân mọi rợ ở xa ngàn dặm, đành lòng phủ phục gục mặt xuống nâng hôn bàn chân thúi mấy tên sống trong cái tòa lâu đài khốn nạn Vatican. Chúng tôn vinh nó như là bậc thánh và nghe theo lời truyền dạy của nó để tiếp tục cố bám gót giày ngoại bang. Những hành động này chứng tỏ bọn người vong bản này không còn một chút gì gọi là có nhân phẩm và mất hết liêm sĩ rồi. Tôi là người Việt Nam, dù sống ở bất cứ nơi nào, có bổn phận phải lên tiếng chống lại bọn gia tô phản quốc phi dân tộc. Bọn người này luôn luôn có những hành động gây chia rẽ, phá hoại tinh thần đoàn kết dân tộc. Trong tâm tư, chúng vẫn còn có cuồng vọng, mong muốn đem chiến tranh trở lại Việt Nam, để chúng có cơ hội làm giàu, lạm dụng quyền thế, ngồi trong mát, ăn bát vàng, đạp trên xương máu của những người dân vô tội. Có nhiều tiếng nói kêu gọi tên Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt và Giáo hội Thiên Chúa Giáo hãy trả lại cho Việt Nam phần đất của Chùa Báo Thiên. Kinh Đô Thăng Long thật ra, phần đất Báo Thiên, Kinh Đô Thăng Long. Thật ra, tên Ngô Quang Kiệt và cả Giáo hội Thiên Chúa Giáo không có tư cách pháp nhân nào để biện minh là chủ thể của thửa đất số 42 phố Nhà Chung Hà Nội. Thửa đất này phải được trao trả cho đối tượng là dân tộc Việt Nam. Trong thời 1858-1945, Giáo hội La Mã đã dựa vào chính quyền liên minh xâm lược Pháp Vatican, phá hủy không biết bao nhiêu ngôi chùa của dân tộc Việt Nam để xây nhà thờ và các cơ sở khác của giáo hội. Một trong những ngôi chùa này là chùa Báo Thiên. Ngôi chùa này là nơi tôn nghiêm thờ tự của quốc gia dân tộc Việt. Ngôi chùa này đã có từ mấy trăm năm trước và là biểu tượng văn hóa tượng trưng cho Đại Nam Tứ Khí. Ly đọc một cuốn sách thì khi cái ngôi chùa đó bị phá là nó có tuổi đời hơn 800 tuổi, tại vì chùa được xây từ thời nhà Lý và nó được mệnh danh là An Nam Tứ Đại Khí, có nghĩa là nó là một trong bốn cái bảo vật đẹp nhất của nước ta thời đó. Nhưng mà cái ngôi chùa này á, Ly có coi trong hình, nó đẹp lắm quý vị, nó đẹp y như cung điện á. Nó đẹp nhất trong, còn tức là nếu mà để so với bốn An Nam Tứ Đại Khí là như Ly nhớ Chuông Quy Điền này, Chuông Quy Điền này, Vạc Phổ Minh này, rồi tượng A Di Đà này, và cái chùa Báo Thiên. Ngôi chùa này có một cái tháp gọi là tháp Báo Thiên, có 12 tầng. Nó đẹp lắm, nó y như trong cái phim cổ tích của mấy em bé hay coi về hoàng hậu, hoàng tử, công chúa, hoàng tử. Chính vì nó đẹp như vậy cho nên Ly rất là đau đáu về cái ngôi chùa này. Và Ly sẽ có một bài rất dài nói về ngôi chùa này. Ly đọc tiếp ạ. Ngôi chùa này đã có từ mấy trăm năm trước và là biểu tượng văn hóa tượng trưng cho Đại Nam Tứ Khí. Tới khi liên minh xâm lược Pháp Vatican tấn chiếm Hà Nội lần thứ hai vào năm 1882, rồi sau đó giám mục Puniger mới xúi giục bọn công giáo Việt gian phản quốc tay sai, trong đó có tên Nguyễn Hữu Độ, mới chiếm đoạt rồi phá hủy luôn ngôi chùa này, lấy đất xây nhà thờ và các cơ sở khác của Vatican. Lịch sử là như vậy. Sau ngày Việt Nam đã giành lại được độc lập, thống nhất đất nước, chính quyền chiếm lại mảnh đất này rồi, việc làm này rất là hợp lý và hợp tình. Cái này thì Ly nói thêm là cái ngôi chùa đó, ngôi chùa Báo Thiên ấy, là nó là như quý vị, là tên Puniger với lại Nguyễn Hữu Độ đó, là một tên giáo gian, nó cấu kết với nhau phá đi rồi xây lên đó một cái nhà thờ lớn và một cái tòa khâm sứ đấy. Thì sau này nhà nước ta đó, khi mà giải phóng rồi đó, là cái nhà nước ta mới tịch thu lại cái tòa khâm sứ, bởi cái tòa khâm sứ là cái nơi làm việc của một tên người Pháp. Thì bây giờ mình đánh thắng Pháp rồi thì mình tịch thu lại để mình xây các cái công trình công cộng,
Còn cái nhà thờ thì cái nhà thờ lớn á, mặc dù nó là được xây trên nền đất của tháp Bảo Thiên, nhưng mà vì nhà nước mình cũng nhân nhượng cho nên mới không 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 tịch thu. Và bây giờ đó lũ lũ chiên cuồng á, nó làm loạn dưới sự kích động của Ngô Quang Kiệt để nó đòi lại cái mà ngày xưa là tòa khâm sứ, là tiểu sử dạy á quý vị. Cũng vì vậy mà ngày nay chính quyền và nhân dân Việt Nam có toàn quyền quyết định giữ mảnh đất, giữ lại mảnh đất này cho dân tộc Việt Nam. Lẽ ra nhà nước phải thu hồi, tịch thu toàn bộ những cơ sở thực dân đã ăn cướp tài sản quốc gia. Dù bọn họ có truyền thừa qua bao nhiêu đời cũng đều vô giá trị. Bởi lẽ tập đoàn thừa sai trước kia cấu kết với bọn thực dân Pháp xâm lược, dùng sức mạnh, súng đạn đi ăn cướp đất của dân Việt. Chúng nhập lậu vào Việt Nam với hai bàn tay trắng, có nghĩa là nó vào nước ta truyền đạo là vào lén quý vị. Ví dụ như ông Alexander Rhodes á, thì Ly đọc sách á, đọc cũng trên sách hiếm á, thì Alexander Rhodes là bị các vua nhà mình á, là các ông vua nhà mình á, là trục xuất 6 lần. Cứ trục xuất xong nó lại lẻn vào, trục xuất xong nó lại lẻn vào. Nhưng mà ở trên Ly coi anh Trịnh Quốc Thiên, luật sư Trịnh Quốc Thiên á, thì anh bảo là bị trục xuất 3 lần đó. Ly có hai cái nguồn như vậy. Chúng nhập lậu vào Việt Nam với hai bàn tay trắng, tiền bạc đất đai ở đâu mà chúng có. Chúng truyền bá một cái đạo phi luân mê tín dị đoan, làm mê hoặc những kẻ ngu muội để lôi kéo một thiểu số dân bản địa. Chúng biến bọn người này thành những bọn du thủ du thực đã chạy theo lợi lộc miếng ăn thừa của bọn thực dân. Vì những lợi lộc và miếng cơm thừa của Pháp và Vatican xí cho, bọn người ngu muội nghiện đạo đã trở thành những quân phản quốc làm tay sai, phản lại triều đình, phản lại quốc gia, phản lại đồng bào cùng chung huyết thống, cùng nguồn cội với chúng. Chúng đành lòng cắt đứt cái nôi Việt Nam, sẵn sàng làm bất cứ những gì, dù phải đạp đổ bàn thờ tổ tiên, dù phải phản lại dân tộc, dù phải phá nát cả quê hương, chúng cũng vẫn nghe theo Vatican và làm theo ý muốn của Vatican. Miễn sao làm vừa lòng bọn quan thầy thực dân và các tên thừa sai mọi rợ. Để thưởng công liên minh xâm lược Pháp Vatican ban phát cho bọn phản quốc này một số đất đai không nhỏ. Những đất đai này là của đại đa số nông dân nghèo khổ bị chính quyền bảo hộ Pháp Vatican cướp đoạt và ban cho chúng. Đây là những đặc quyền đặc lợi của quan thầy Pháp Vatican ban bố cho chúng, và chúng đã hưởng thụ rồi truyền lại cho con cháu chúng trong suốt chiều dài gần cả trăm năm. Chính vì vậy mới có cái cuộc cải cách ruộng đất đó quý vị. Và bây giờ chúng nó cứ xuyên tạc cải cách ruộng đất. Tất nhiên cải cách ruộng đất có một sai số sai lầm, nhưng mà không thể nói là trong cái cải cách ruộng đất là ta đang thực hiện người cày có ruộng. Bởi thời đấy người nông dân rất là khổ. Quý vị biết rồi, năm 1945 hơn 90% dân số mù chữ, hơn 2 triệu người chết đói. Cho nên cái cải cách ruộng đất đó là bị chúng nó xuyên tạc, nhưng mà nó không thể nào phủ nhận được những cái thành thành quả của nó đối với người nông dân. Thế là đám giáo gian hậu sanh trong tập đoàn giáo hội Thiên Chúa giáo khua môi đánh trống la lối rằng đây là đất của cha ông để lại và họ có quyền sở hữu. Lạ thật, một lý luận côn đồ mà họ vẫn lớn tiếng cao rao không một chút ngượng ngùng. Không có một người nào còn chút lương tri tối thiểu dám làm như vậy. Ấy thế mà đến nay họ vẫn ra rà cái miệng miệng lưỡi láo khoét và vẫn còn ngoan cố trịch thượng xuyên tạc sự thật lịch sử một cách hết sức trắng trợn. Do đó, đối với tôi phải trừng trị bọn cầm đầu, nhất là phải trừng trị hàng giáo phẩm cao cấp mũ cao áo rộng. Bọn người này đã và đang hưởng những đặc quyền đặc lợi, hưởng thụ ăn trên ngồi trước trên đầu trên cổ đám giáo dân chất phác, chỉ biết cung cúc phục dịch phong chức hay gì gì thì chỉ có bọn này
thụ hưởng mà thôi. Và cũng vì quyền lợi và lợi nhuận quá cao, chúng chưa có một ngày nào chịu bỏ những món ăn cao lương mỹ vị. Trong khi chúng nằm ngủ trong chăn ấm nệm êm, thì chúng lại xúi giáo dân ra đường, nằm ở ngoài trời chịu rét và chống lại luật pháp, và có thể lâm vào cảnh tù tội nữa. Phải trừng trị bọn này đích đáng, nếu khử diệt được chúng thì cũng nên như cách mạng Pháp 1789 đã làm, và Nhật cũng đã làm trong thế kỷ thứ 17. Xin hãy áp dụng vào hạnh nguyện sát nhất miêu cứu vạn thử, sát nhất miêu cứu vạn thử, tức là giết một cái gì để cứu vạn ấy đó. Đó Ly hiểu được, nhưng mà cái chữ miêu với chữ thử thì Ly không hiểu. Nhà nước cần có chương trình giáo dục phổ biến mọi tài liệu lịch sử, đây là Ly đang làm. Nhà nước cần có chương trình giáo dục, tại vì nhà nước ta chưa làm được thì bây giờ mỗi người dân phải góp tay thôi, làm trước thôi quý vị, cho người dân hiểu đi đã, rồi từ từ rồi sẽ đồng lòng đồng sức cùng làm ha. Nhà nước cần có chương trình giáo dục phổ biến mọi tài liệu lịch sử công khai đến mọi tầng lớp dân chúng, đặc biệt là các giáo dân. Bộ Giáo dục nên đưa vào chương trình dạy Việt sử các cấp để mọi lứa tuổi trong nhân dân lãnh hội. Có như vậy thì người dân mới thấu hiểu lịch sử. Nhờ đó mà khi có những luận điệu xuyên tạc, ngụy tạo lịch sử thì mọi công dân Việt Nam sẽ có phản ứng bằng những thái độ và hành động bất khoan nhượng đối với bọn ngoan cố này. Trước kia, trong thời kỳ đất nước còn chiến tranh, miền Nam dưới hai chế độ Tổng thống Gia Tô trị, lịch sử Việt Nam bị bóp méo, lịch sử thế giới bị cắt xén và không cho học sinh, sinh viên đào sâu vào các tài liệu, hạn chế các tài liệu tham khảo. Tại sao lại như vậy? Vì giáo hội La Mã ở hậu trường chính quyền miền Nam, sợ dân tộc Việt Nam muốn đưa cái khối ung nhọt này ra khỏi cơ thể của dân tộc Việt. Nay chính quyền Việt Nam đã thống nhất đất nước, không lý gì mà hạn chế những tài liệu lịch sử của dân tộc Việt đã trải qua một thời kỳ đau thương và tủi nhục. Nói đến đoạn này thì Ly nhớ bác Quang, giáo sư Nguyễn Mạnh Quang kể á, là hồi đó là thời dưới thời ông Diệm ông Nhu á, là họ cấm không cho dạy lịch sử thế giới, đặc biệt là những cái bài như là bài Cách mạng Pháp á. Tại vì trong cái bài Cách mạng Pháp thì là tiêu diệt tầng lớp tăng lữ. Tăng lữ ở đây là những người là cán bộ công giáo quý vị. Nhà nước Việt Nam nên giải quyết bọn gia tô phản quốc một cách thẳng thừng và dứt khoát. Tất cả đất đai của dân tộc Việt mà Giáo hội La Mã hay Vatican đã cướp đoạt của dân tộc Việt trong những năm 1858-1945 phải được trả lại cho dân Việt. Khẳng định một điều, đất nước Việt Nam dù chỉ một mảnh nhỏ trong bất cứ hang cùng ngõ hẻm nào cũng đều là của nước Việt Nam, của chung toàn dân Việt Nam, phải có người Việt Nam hay chính quyền Việt Nam quản lý. Từ ngàn xưa, tổ tiên đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và máu xương để dựng nước, mở nước mới có được cơ đồ như ngày hôm nay. Không thể có một tổ chức, một đảng phái, dù là nhân danh bất cứ cái gì hay dựa vào một thế lực ngoại bang nào để tuyên xưng quyền sở hữu vĩnh viễn một mảnh đất nào cả. Điều này sẽ không bao giờ được nhân dân Việt Nam chấp nhận. Đất đai thuộc quyền quản lý của nhà nước, quốc gia nào cũng vậy. Thuế đất thì vĩnh viễn vẫn phải trả hàng năm cho chính phủ, dù là của tư nhân. Từ đời này sang đời khác, không một ai có quyền hùng cứ riêng biệt. Đất nước đã độc lập, có chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Do đó, tên Ngô Quang Kiệt và đám giáo gian giáo hội Thiên Chúa Giáo, kể cả bọn Vatican đầu sỏ, đừng mong tái chiếm được tòa khâm sứ. Hãy nhớ lại bài học lịch sử cận đại, tên phản thần tam đại Việt gian Ngô Đình Diệm, với cả một bộ máy chính quyền cảnh sát trị được siêu cường Hoa Kỳ hết lòng ủng hộ và súng đạn có thừa mà vẫn bị nhân dân đạp đổ, phải đền tội trước nhân dân.
Không những thế mà thằng bạo chúa khốn kiếp này còn còn lưu xú vạn niên, vết nhơ lịch sử cho đến muôn đời cũng không thể nào tẩy xóa được. Như vậy thì xá gì cái cơ sở tòa khâm này không sớm thì muộn cũng sẽ bị toàn dân đạp đổ. Bởi thế bọn gia tô phản quốc đừng có ra công be be cho thêm rối mà còn lưu xú vạn niên nữa. Kính thưa quý đồng bào Việt Nam, thưa các vị thức giả, quý vị đã ra công sưu khảo những tài liệu lịch sử quý giá, công lao của quý vị không nhỏ đối với hồn thiêng dân tộc. Quý vị đã và đang làm những việc ích lợi cho hậu thế. Tôi lên tiếng như thế này do lòng tự phát của tôi, không theo một đảng phái và cũng không theo một tập đoàn nào cả. Nguyện vọng của tôi mong muốn cùng đồng bào trong nước và quý đồng hương sống ở hải ngoại cùng chung một lòng và cùng nhau góp sức chống lại bọn giáo gian phi dân tộc và phản bội dân tộc. Vì bọn chúng tuy là người nhưng lại chấp nhận làm thú bốn chân. Dưới sự điều khiển của bọn Vatican mọi rợ, chúng là lực lượng thứ năm nằm mai phục trong lòng dân tộc. Khi có cơ hội là chúng ngóc đầu dậy, tàn phá quê hương đất nước, giết người không gớm tay. Bọn này là bọn cùi hồi, giết người không gớm tay, giống như ông Ngô Đình Diệm thì khoét lỗ ở dưới ở trên ghế là xong, bắt được những người yêu nước là cho ngồi lên đó và ở dưới cái lỗ là đốt đèn cầy. Còn cha Diệm Ngô Đình Khả thì đào mả cụ Phan lên lấy cốt đốt thành tro, trộn thuốc súng bắn xuống sông La. Hay là như ở khu tự trị Bùi Chu Phát Diệm thì đem đem thui, bắt những người, bắt được những người Việt Minh là họ đem ra họ thui y như là con cầy ở tiệm cầy tơ. Đó là cái đó là trong bài của già học giả Trác Thanh Nguyễn có nói kể về. Trong thời gian này chờ đợi sự thay đổi và quyết định một định chế mới của chính phủ Việt Nam đối với bọn người gia tô phản quốc và đối với tôn giáo Thiên Chúa giáo đã mang quá nhiều tai tiếng và bất nhân trên khắp hoàn vũ. Tôi tình nguyện đem hết sức mình làm được gì cho quê hương tổ quốc đồng bào trong nước. Tôi luôn luôn sẵn sàng không từ nan. Tôi sẽ dùng mọi phương tiện để truyền đạt những tài liệu của quý vị thức giả đến các bạn hữu xa gần và sẽ chuyển về Việt Nam phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân ở khắp cùng quê hương đất nước. Hết rồi quý vị. À, bài này Ly thấy hay lắm và nó luôn luôn là thời sự, bởi vì bọn chúng vẫn đang đang rình, cứ có cơ hội là chúng lại đưa đàn bà trẻ con ra để lấn chiếm đất đai của dân tộc ta. Cho nên mong quý vị hãy lên tiếng mạnh mẽ vào. Bài đến đây là hết. Ly kính chào quý vị và cảm ơn quý vị ạ.